Trận đấu diễn ra giữa Kraken Sông Hậu Hòa Lượng nha mọi người. Ai điểm lên tới đây nha. Người móc đều. Bóng tốt, điểm cho Sông Hậu 1-0. Điểm chủ nhà 11 đều. Lượng đập bóng tốt, đổi điểm cho Lượng 1 đều. Úc gồm 12-11. Bóng có lực tiến, bóng không sang lưới, điểm cho Lượng 2-1. Đập bóng tốt của Sang, điểm cái đây của Xuân Hậu 2-2. Lượng đập bóng tốt, điểm 3-2. Úc gồm 13-12. Sang đập bóng tốt, điểm Creo Xuân Hậu 3-2. Nước không lên nước ra ngoài. Điểm cho Lượng 4-3. Điểm cho nhà 14-13. Đổi điểm cho Sông Hậu 4-0. Thủ bóng tốt, sáng bóng ngoài, điểm cho Lượng 5-4. Úc gồm 14-0. Trắng bóng tốt 15-14. Chốt rồi. Bóng còn chạy bóng. Còn luôn, hay rồi. Lưu ý Úc gần còn một điểm cuối. Sáng vô luôn kìa. Rồi, điểm cao cái sau 5-0. Kết thúc trận đấu, Úc gần thắng cuối cùng 2-0. Vô đậu ơi. Mời Di 71 và Nam Phổ Tô. Này của ai đánh Sông Hậu sáu năm, Sông Hậu với Lượng 6-0. Hả, đọc rồi, đọc rồi, cho nó vô đọc rồi. Điểm 6-0. Bên đây là Nam Phô Tô với Di 71. Điểm cho Lượng 7-6. Vì ngang ngang thấp thấp ra nhìn nó được điểm như bộ quá. Nam Phô Tô ạ. Nam Phô Tô với Di 71. Bóng có Sang, bỏ bóng tốt của Sang, điểm 7-0. Cái đó ta biết gạt à, ta chưa gạt thôi. Ta lấy điện thoại gạt cho nó nghe.
Xem là em còn biết sao. Giờ mà nó quá ác mà. Mới về đụng quá một lúc chứ. Đập bóng tốt của Lượng. Điểm 87. Lỗi kỹ thuật. Điểm trong hậu 8 đều. Rồi chiều lắm luôn. Bóng còn kệ bóng. Điểm tiếp cho sân hậu 98. Chắn bóng chạm lưới. Điểm cho Lượng 9 đều. Bên kia 5 ô tô gì vậy? 1 sát lỗi kỹ thuật. Điểm sang cơ đây của sông Hậu 19. Bợ anh chứ mấy bợ ta. Bợ anh nha. Bợ anh không à. Lượng bóng còn luôn. Lượng cầm còn ha. Quá tốt rồi. Bóng không sang lưới. Điểm sông Hậu 11. Chiếc Kêu đi. Không ơi. Cho cái này đâu bự đi. Điểm sông Hậu 12-9. Không có. Mắt đi đâu vậy? Đi đâu đi trước vậy? Đập bóng tốt có Lượng. Đổi điểm 10-12. Đập bóng tốt của Sang. Điểm sông Hậu 13-10. Lượng đập bóng tốt. Đổi điểm 11-13. Điểm 12-13 cho Lượng. Có đi còn lát lâu đập lên lần à. Đập bóng tốt của Sang. Điểm 14-12. Bình gì cứng vậy? Bình gì cứng vậy? Cứ mở thì công. Lưu ý điểm cuối 16-12. Điểm cuối cho sông Hậu. Bỏ bóng tốt của Lượng. Điểm 13-15. Lâu lâu quánh lần mà quánh đi 16 đi. 14-15 hả? Lo bên kia. Bóng cỏ. Bóng còn lắm. Bóng ngoài. Kết thúc số 1. Cao cây số 1 tạm như trước 1-0. Thái ơi mày gắn ăn rồi thả vô Thái ơi. Thái ơi mày gắn ăn rồi cứ.
Mà gắn ai hướng ta vô hả ơi. Bỏ bóng tốt của Duy điểm 2-0. Xích 2-2 đội Karaoke Sông Hậu Hòa Lượng. Xích 1 Sông Hậu tận trước 1-0. Sang đặt bóng tốt điểm 1-0 cho Sông Hậu. Duy đặt bóng tốt 3-1. Lượng là bóng tốt, đội điểm 1-1. Chắn hết bên Anh Hảo. Chắn cho Hải nó thủ được đâu. Bộ thơm em mới vô thắng là bộ thơm đó. 2-3 này. Điểm 5 của tôi 2-3. Bên đây là gì bạn mốt rồi bên đây. Bên kia là 5 của tôi. Nhớ con khăn kia đừng coi bên đây. Còn đây ghi điểm bên kia một cái chết ra nó chửi à. Điểm lượng 2-1. Bóng không sân lưới 2-2. Đó. Bỏ bóng tốt của Lượng 3-2. Điểm gì để 4-5-2. Sáng. Bóng còn đó, quả cố gắng rồi. Đi đâu? Bỏ bóng tay chạm lưới. Điểm lượng 4-2. Điểm gì bảy 1-6-2. Thủ bóng tốt của Đại. Đập bóng không sang lưới. Đội điểm Sông Hậu 3-4. Bỏ bóng ngoài rất tiếc. Điểm cho Lượng 5-3. Lục Nam 5 ô tô 4-6. Quá hay rồi, thủ quá tốt vậy. Trời ơi, lửa. Bóng còn luôn. Lại là sang. Thôi để lưng nha. Bóng tốt rồi, thủ quá tốt rồi. Để cản lại, để cản lại. Quá hay, một pha bỏ bóng tốt của Lượng. Điểm 6-3. Hải coi được thấm mệt rồi đó nha. Tạm dừng hội ý. Điểm 6-3. Đặt bóng không sang lưới. Điểm 7-3. Di điểm 4-7-6. Kẻ bóng. Bóng tốt. Đội điểm Sông Hậu 4-7. Bảy điều cho Nam Phô Tô. Bỏ bóng tốt của Lượng. Hợp lễ, hợp lễ. 8-4. Quậy vậy đây. Trời ơi, coi. Lại là gì? Lượng. Bóng. Đạp bóng tốt của Lượng. 9-4. Chết mẹ ơi. Cái này vừa ơi. Quá ghê, quá đạp bóng, quá ghê của gì bạn mong. 8 bóng tốt của Vinh. Điểm lượng 14. Ba
không? 11 4. Điểm nha cô tô 98. Sáng chẳng quá cao của đường đi xuống xanh. Điểm 12 4. Quá đẹp. Xử lý tốt bữa sáng. Đổi điểm xuống hậu 5 12. Ma cây điện thoại của ma cây. Theo đó công này sẽ cho thằng công hết sức luôn. Cô gà tâm hiệp. Alo. Điểm sông hậu. Dạ, cô đợi xíu anh Hiền, anh bận chuyện xíu. 62. Sao mấy? Lúc nghe điện thoại, xin lỗi. Là bóng tay chạm lưới. 7-13. Bóng ngoài luôn. 8-13. Ủa bên đó nào thắng rồi? Chưa, bên đây còn nghỉ, nghỉ mệt. Bầu cho 16 điểm đập chứ. Đã. Bóng ngoài tạm dừng hội ý luôn. 9-13. Nữa. Bỏ bóng không sang lưới. Điểm sông hậu 10-13. Bóng còn. Đập bóng tốt của Sang. Điểm 11-13. Thư luôn rồi, hư tay luôn rồi. 14-13 luôn kìa, lưỡng si luôn kìa. Vậy. Rồi ta lưỡng si luôn rồi. Bóng còn. Bóng còn. Rồi đâu mấy thứ hai luôn ơi, chờ biết ra thắng thua đem về luôn. Ủa, bóng tốt. Cái miếng nhân mà là gì thắng thua, miếng nhân hay không thì vô cũng muốn về. Ủa sao nó nhận út nó hứa cho thành. Điểm 14-11. Đó vậy. Bây giờ có thành chắn cũng thua nó quá. Không, về thành ơi, về nó ra ngoài chứ. Tại lúc mà, tại lúc mình xíu á, ở thằng Duy nó là chơi là 10 chắn hết 7. Đập bóng tốt của Sang. Điểm 12-14. Nữa. Bóng còn. Kẹp bóng còn kẹp luôn. Sang làm gì đây? Đập. Đập bóng tốt của Sang. 13-11. Từ từ, hai Sang lại 13-11. Điểm 12-14. 13. Lộn lộn. Lo bên đây họ trả lời bên đây nè. Đi 71-14-11. Bên kia đánh đi, lâu lâu ta đọc điểm cho. Không có mất điểm đâu. Chỗ này sao phải đứng ngoài ta. Thành ơi, Thành ủa xe chà lắp điểm cuối cho lượt. Đi đi, anh ta cắn gì thằng ấy cắn giữa mà, không giữa mà. Giữa nè. Nghĩ rồi chứ. Tại lo bên đây có là đọc bên đây thiếu điểm chứ. Chứ ghi điểm chứ đâu có đồng. Nữa. Bóng còn. Quá dẹp ơi. 15-11 ghi 71. Ghi 15-11. Ủa lượng nó chạy ghi trắng thi. Điểm 14-15 cho sông Hậu. Thi mày đừng chạy vào dạ nó tưởng mày chạy quýnh nó chơi chạy quá chắc mày kìa. Chuẩn bị điểm nhất đỉnh đều nha. Xin 2. Kết thúc xếp 1, ghi 71 tạm nhân trước 1-0. Lùi Hải ơi. Hải. Đập bóng tốt của lượng. Kết thúc xếp 2, hai đội tạm hòa nhau 1 đều. Xếp 2 giữa, xếp 3 giữa Karan Xuân Hậu và lượng. Lưu ý xếp 3 bánh 12 điểm tới.
lưỡng quái gái vậy trời ơi thủ ba trắng bóng chạm lưới điểm cho Lượng 1-0. Trận sau là Hoàng Nguyên và Mỹ Nhân ạ. Sơn Nga bóng có quá hay, một pha bỏ bóng tốt của Sang điểm 1-0. Gì bị mốt 2-0. Bóng ngoài điểm sông Hậu 2-1. Buổi trưa này đi chưa chơi chưa được rồi cái này mới chém đi. Bỏ bóng không sang lưới điểm 3-1. Bây giờ chim bán một con lên đây tiền để ăn buổi trưa nè không ai được ký vậy đi không ai lụm banh không quá đẹp bỏ bóng ngoài đợi điểm cho Lượng 2-3. Điểm cho Lượng 3-0. Vô đồ đại đi nước. Vậy luôn, vậy luôn ăn cơm chưa? Đập bóng tới của Sang. Điểm xuống hậu. 4-3. Đập điểm 5 luôn anh. Đâu được đang à. Điểm 5 ô tô 4-3. Bóng ngoài. Điểm cho Lượng 4-0. Điểm ghi 4-1. Ông bên đây, bên đây. Bốn điều nè. 3-4 hả? Đấy, xóa điểm, xóa điểm. Bỏ bóng tốt của Lượng 5-4. Xét trận nè Hải ơi, gắn ăn xe nè Hải ơi. 4 điều cho gì hả mốt? Bóng cỏ nữa. Còn đập luôn. Quả rồi. Trời ơi, xấu nha. Bóng đẹp rồi. Lại là Lượng làm gì đây? Thủ bóng tốt của Sang. Lại là Sang. Quả ghê vậy, thủ quá hay rồi. Chặn bóng ngoài. Thảo kêu phải ra phải. Điểm 6-4. Hai đội đỡ sai. Ra phải đấy, lượm bánh vô cho. Điểm 6-4. Bóng còn đợi điểm xuống hậu 5-6. Quả đẹp ơi. Trời ơi. Điểm cho Lượng 7-5. Út gồm với Thịnh TK. Quá đẹp, một pha đập bóng tốt của Sang. Điểm 6-7.
chưa không đổi xăng chưa chạy lại. Đổi rồi. Nhớ cơm kia thôi nha, đừng cơm đây nha. Không. Cơm kia đừng cơm đây, cơm đây hồi ghi điểm lộn kia nó chửi nha. Bên kia nó thái chửi lắm. Điểm tiếp cho lượt. 8-6. Bên kia nó thái chửi. Bên đây không ai chửi, bên kia thái chửi. Phân bóng không sang lưới. Điểm sông Hậu 7-8. Làm gì chẳng hết nổi luôn. Điểm sông Hậu 8-8. Năm mươi tôi 98. Một pha đặt bóng quá ghê của Sang. Điểm 98 không? Tạm dừng hỏi ý. Mời đợi anh Thanh tiếp tục à. Điểm 98. Quỷ này chi ra mày đâu à? Nãy ngoài trường đó vậy. Vô sâu rồi dễ nhậu. Phát bóng ngoài. Điểm lượng 9 đeo. Bóng hỏng. Điểm gì đến 4? 10 đeo. Sáng. Bóng có. Bóng không sang lưới. Điểm cho Sang 10-9. Điểm 10 đêm. Bỏ bóng tay chạm lưới. Điểm sông Hậu 11-10. Lưu ý điểm cuối set 3. Kết thúc sông Hậu thắng cho cuộc 2-1. Ừ, ngán đi hồi gặp tao hả ơi. Mình chưa hả? Ngán đi hồi gặp tao mới được.